Con có một thắc mắc là khi thường niệm chính ân đức Phật sẽ có nhiều phước báo lớn. Vậy trong lúc niệm kinh hay hành thiền vô tình bị tán loạn tâm, khi đó các ý nghĩ xấu về Phật, về Pháp, về Tăng nổi lên, như vậy có phải bị tội hay không? Có cách nào để loại bỏ các tâm đó không? Sư nhớ là sư đã trả lời những cái câu hỏi tương tự này nhiều rồi. Cái vấn đề là quý vị không có nghe. Nên theo dõi nha, nên theo dõi các phần vấn đáp. Phân biệt giùm sư nha. Cái nghiệp duyên nó khác với cái quả duyên. Nghiệp duyên là như thế này. Chúng ta bị động. Thí dụ như có một cái suy nghĩ nào đó, nó chợt sanh khởi lên trên đầu của mình, thì do cái nghiệp quá khứ nó sẽ cho cái suy nghĩ đó sanh khởi lên trên đầu của mình. Đó là nghiệp duyên. Do cái nghiệp cũ nó làm duyên. Nhưng mà khi chúng ta có cái suy nghĩ đó sanh khởi lên trên đầu rồi, cái thái độ của chúng ta với cái suy nghĩ đó như thế nào, thì đó là cái quả duyên. Tức là chúng ta vì cái quả của cái nghiệp cũ, chúng ta có lấy nó tạo ra cái nghiệp mới hay không? Và nếu như chúng ta lấy nó tạo ra nghiệp mới, chúng ta tạo ra nghiệp gì? Tạo ra nghiệp bất thiện hay là tạo ra nghiệp thiện? Sư nói cho quý vị dễ hiểu hơn. Bản thân cái suy nghĩ xấu về Tam Bảo khi nó mới xuất hiện thì nó chưa tạo nghiệp, bởi vì nó là kết quả của cái nghiệp quá khứ. Nhưng nếu cái cách chúng ta xử lý nó như thế nào, nó sẽ quyết định là chúng ta có tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp hay không. Nếu như chúng ta chạy theo cái dòng suy nghĩ đó thì tức là cái sự chủ ý của mình đã có sự chủ ý rồi. Chúng ta chạy theo dòng suy nghĩ đó là mình tạo ác nghiệp. Còn nếu như mình giữ gìn thực hành theo ví dụ như là chúng ta tránh né nè, hoặc chúng ta đoạn trừ nè, hoặc chúng ta là tu tập nè, tu tập thức giác chi ấy, thì bằng những cách đó nó sẽ duyên cho sự phát triển tâm. Nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ không tạo ác nghiệp mà ngược lại chúng ta lại tạo thiện nghiệp. Cho nên vấn đề là nằm ở mình ha. Còn quý vị hỏi làm sao để bỏ được các tâm đó, thì sư nói là cái vấn đề là chúng ta xử lý như thế nào, chứ không phải vấn đề là đừng cho nó sanh ra. Nó giống như trời mưa xuống thì chúng ta phải xử lý như thế nào, đem đồ vô rồi đóng cửa sổ, hay là chúng ta mặc kệ để cho nó ướt chơi, thì cái đó là vấn đề của mình. Chứ không phải anh quan tâm cái chuyện là trời đừng có mưa nữa, bởi vì chuyện đó là bị động.